Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Văn Lâm thực hiện giải phóng mặt bằng cho 92 dự án với diện tích trên 560 ha, trong đó có nhiều dự án giao thông đô thị, công nghiệp quan trọng của tỉnh của huyện. Để thực hiện khối lượng công việc đồ sộ này, huyện Văn Lâm đã chủ động tích cực đề ra nhiều giải pháp và đã giải phóng mặt bằng được cho nhiều dự án. Đại công trường xây dựng dự án khu đô thị Đại An trên địa bàn huyện Văn Lâm, gần 127 ha đã giải phóng mặt bằng đạt trên 94% diện tích. Kết quả này có được là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, trong đó vai trò của cấp ủy cùng các đảng viên ở cơ sở là hết sức quan trọng. Để mà làm được cái việc này thì việc đầu tiên là chúng tôi triển khai tri bộ và thống nhất quan điểm theo chủ trương của chính phủ và cái quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh thì trong tri bộ phải thống nhất được ấy. Chứ trong tri bộ mà chưa thống nhất thì triển khai các ban ngành toàn thể cũng chưa làm được. Thì giao cho các đồng chí đảng viên mà gia đình có những việc ấy là về tự phải vận động hai là giao cho các trưởng ban ngành đoàn thể là đầu tiên là vận động gia đình nhà mình họ hàng nhà mình ấy. thì sau quá trình làm như thế dần dần thì nhân dân cũng ổn định người nọ lại vận động người kia sau khi chúng tôi thống nhất được ấy thì là từ hôm ấy là chúng tôi làm một lèo là xong rồi huyện Văn Lâm thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng do đồng chí bí thư huyện ủy làm trưởng ban ban tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng do đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy làm trưởng ban hội nghị chuyên đề do ban thường vụ huyện ủy tổ chức ban nhiều giải pháp cho công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chú trọng vận động tuyên truyền giải thích, nhưng huyện Văn Lâm cũng cương quyết tổ chức cưỡng chế với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất. gần đây nhất, ngày mùng 5 tháng 1 vừa qua, huyện tổ chức cưỡng chế thành công đối với hộ ông Lý Trường Nam ở thôn Thanh Đạm xã Minh Hải để thực hiện dự án khu công nghiệp Hồ Nối A mở rộng. Năm 2022 huyện cũng tổ chức cưỡng chế đối với một hộ để giải phóng mặt bằng cho dự án nhà ở đô thị và công nghiệp nhu Quỳnh, cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc đối với 59 hộ ở thôn Nghĩa Chay, xã Tân Quang để thực hiện dự án khu đô thị Đại An. Với uh, những cái giải pháp mà đã thực hiện cũng đúc rút kinh nghiệm để tạo đà cho năm mới 2023 uh, thực hiện giải phóng mặt bằng tốt hơn để các dự án được tiếp cận mặt bằng triển khai thi công, đặc biệt dự án trọng điểm quốc gia và nơi 4 sẽ tích cực tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tính từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Lâm giải phóng mặt bằng 100% diện tích được cho 42 trên 92 dự án. Trong đó có nhiều dự án đấu giá đất tạo nguồn lực cho các địa phương xây dựng đô thị, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, gần 20 dự án giải phóng mặt bằng được trên 70%. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng qua 3 năm là trên 240 ha. Qua đó, có nhiều dự án lớn đã giải phóng mặt bằng được phần lớn diện tích và đang triển khai thi công như dự án khu đô thị Đại An, khu đô thị Hoàng Vương, đường DT 380, DT 385, đường Liên Tỉnh, Hà Nội, Hưng Yên, Cao Giải.